giống sầu riêng tại cửa hàng Thế Giới Cây Giống tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây là giống những cây này được ghép lên gốc 2 năm tuổi. Đây, ta xem cây này. Đây là cái phần bầu đất và sư dừa, bụng dừa. Còn đây là cái gốc 2 năm tuổi. Người ta ghép cái mắt vào và nuôi cành nó cao lên. Khoảng cây này khoảng 3 tấc rồi. Còn đây là sầu riêng Thái. Cây này thì có giá 160.000. Cũng được ghép trên gốc 2 năm tuổi. Nhưng mà cái cành này người ta nuôi nó cao hơn nữa. Cái cành này nó cao phải 7 tấc. Và gốc nó lớn hơn. 160.000. Đây là những cây sầu riêng Thái 95.000. Cây 95.000 thì nó nhỏ hơn cây 160.000. Bây giờ hãy đem ra so sánh. Một cây 95.000 và một cây 160.000 đều là sầu riêng Thái, giống Mon Thon.